Anh dở nắp son ra đi, thấy ở trong có gì? Nếu không có gì thì mình sụm nụ cá viên kiên. Hi hi hi, hello mọi người nha. Lời nói đầu tiên xin cho Vades Vũ Đu Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào hôm nay đến tất cả mọi người, những anh chị em, bạn bè mình đang có mặt tại kênh YouTube của Thu Phương Cá Viên Kiên, kênh của Toàn Vlog và kênh của Lô Tô Ngôi Sao Việt. Thì hôm nay là thứ năm, thì buổi chiều là quán em với lại tất cả ở Sài Gòn là nhận được một cơn mưa. Dạ, thì bây giờ là hết mưa nha quý vị nha. Dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai, gió đông bắc giật cấp 5, cấp 7, cấp 9 độ C, lâu lâu có biển động nhẹ. Ý, cái gì ba lị cười lớn quá vậy, ngỏ hết hồn. Trời ơi, đây mọi người ơi, sau đây là em sẽ bật mí. Đây, đây là ba lị. Ba lị đến lời chung qua. Nếu thích em thì anh hãy nói ngó ai nì. Em yêu anh sao lại không nói ra hơi chàng. Đã thích em rồi anh hãy nói ngó ai nì. Lần này đã ngóng trông từ lâu. Hello ba lị nha. Ba lị ở đâu nhỏ? Hello ba chờ ché nha. À, tỉnh đồ quả chứ, chén đồ quả chứ, mà cảnh chỗ quả ấy dậy, ổ chứ mà. Sực vàn á, quả chứ. Sực vàn á. Giờ dậu á. Sực vàn nó giấm nước cu đen. Ê! À, mùi mối á, mại xỉn quá, xỉn ta đang quay hình nó mới kêu cu đen. Tỉnh này. Cái này là nước uống ở đây tên vậy mà. Đâu có, cái này là nước uống là best seller. Hồi nãy Lị kêu là trà long nhãn cu len. Đấy đó, thì có chữ đây nè. Cu len. Cu len à. Đúng rồi, đúng rồi. Cu len, hủ len. Cu len. Ờ, à mũi nói là cu len, hủ len. Cu len mà không hủ len đâu. Ê. Trời ơi, nghe qua như xét đánh ngang tay. Nói chứ cho em hỏi là ba chị mình ở đâu chị? Ở quận mấy á chị? Đây là Philippines. À, đây là Mỹ. Trời ơi, Philippines, Mỹ, chị. Trời ơi, hôm nay là chương trình thi hoa hậu. Có ba chị đến từ ba nước khác nhau. Đây, Philippines, Mỹ, Việt Nam. Ba chị cho ăn tự nhiên đi. Dạ, ăn kẻ chua đồ à. Anh chị thấy sao? Ba chị thấy sao? Sao vậy? Ủa sao chị khóc vậy? Cười, cười tới chảy nước mắt luôn. Trời ơi, bà cười tới bà chảy nước mắt luôn kìa. Dạ, lâu lắm rồi chị mới ghé đúng không? Hồi xưa giờ chị có ghé lần nào không? Không, đây là coi ở bên Mỹ lâu lắm rồi chưa có về. Dạ. Coi bên Mỹ rồi thấy là dễ thương quá, nói là về là phải ghé đây liền. Trời ơi, cảm ơn ché nha. Cảm ơn mấy ché rất là nhiều luôn. Dạ, cảm ơn mấy ché đã ủng hộ cho những chị em trong đầu LCDT. Dạ, đây là ngôi nhà bóng bóng của tụi em. Dạ, cái quán của tụi em cần 10 con bóng. Vậy là em là bóng bự nhất hả? Đúng ơi. Em là bóng mập nhất chị. Dạ. Không phải bóng bự mà là bóng mập nhất. Nói chứ cảm ơn ba ché nha. Dạ, dạ ba cho ché dùng đi em. Dạ. Em đi vòng vòng để quay YouTube để tương tác với mọi người á. Rồi, dạ. Ok ok con, rồi mẹ né con, mẹ không quay con đâu, để mấy con mẹ la. Trời ơi chết rồi, dễ thương quá hả? Trời ơi, cái gì vậy? Tôi nãy giờ tôi chưa làm gì bà nha. Đúng dễ rồi. Thương quá à. Trời ơi, hạnh phúc lắm luôn á. Nè, bà thấy không? Bà thấy ai cũng giống, ê nó cắn mỏi em không chị? Ủa dễ thương ghê, mẹ nè, mẹ là con, kêu đi mẹ. Kêu đi mẹ. Dạ chịu, ba. Con chào ba, con chào mẹ. Chào em gái và chị hai. À em chào chị hai. Dạ đây mình gọi món đầy đủ rồi đúng không anh? Mình chụp hình gia đình đi. Đây em cầm điện thoại cho. Gia đình mình tự sướng đi nè. Kỷ niệm. Dạ có em nữa mà. Clip em hoài đúng không? Trời ơi hôm nay cho mượn hả? Hôm nay cho mượn chùa thấy chưa mọi người? Đó chị gái này tấm lòng rất là cao cả. Đem ra luôn giao hàng. Thấy chưa? Đem chồng ra cho BD mượn luôn. Dễ thương. Chút xíu là khu BD hả? Trời ơi. Anh biết luôn kìa, anh biết chúc Linh cu VD luôn kìa. Dạ chúc Linh lầu 3 nha anh nha. Trời ơi đó trả lời đi. Cảm ơn anh chị nha. Em đang chiên cho chị á. Dạ đó mọi người có thể đặt app Shopee Food giùm em nha quý vị nha. Dạ đây là đơn Shopee Food dành cho mấy anh chị mình ở xa quận 10 đó. Giống như là ở vòng vòng Sài Gòn ở xa quận 10 thì mọi người có thể đặt app Shopee Food giùm em. Search cái app Shopee Food mọi người bấm là Thu Phương Cái Viên Kiên chứ đừng có bấm BD lũ mũi bự nó không có ra đâu nha. Gõ chữ giùm em là Thu Phương Cái Viên Kiên. Đó rồi search cái app Shopee Food nè, quay sát vô Lâm ơi. Đó thấy chữ Shopee Food không? Mọi người tải cái app bây giờ giùm em nha. Khi mà mọi người đói bụng hay là muốn ăn vặt nè hay là nhậu thiếu hồi nè, quay sát vô đây nè, mình sát vô lỗ mũi tao chi vậy toàn. Quá trời rồi bây giờ đi qua khu B với em. À quên nữa, thông báo với tất cả mọi người thì hôm nay là thứ sáu đúng không mọi người? Hôm nay là thứ năm. Hôm nay thứ năm là hôm ngày mai đi. Ngày mai là thứ sáu là quán em tới 10 giờ là ngưng nhận khách, cỡ 9 giờ rưỡi đồ là 10 giờ là ngưng nhận khách nha mọi người nha. Tại vì thứ bảy là quán em sẽ nghỉ một ngày. Dạ chị Diễm, chị bé sữa nè với lại nguyên một quán của em sẽ đi Bảo Lộc, Lâm Đồng để đi Ủa Lam, ủa đi xét bán.
Đi sát bát hả? Đi sát bát với lại đi cúng chay tăng hay gì á. Em nghe nói là đi đi rất là tốt luôn. Cho nên chị bé sữa kêu là thôi quán ngày mai nghỉ một ngày để cho tất cả các nhân viên lên Lâm Đồng đồ đó, để mà đi sát bát, lên trển phụ mấy sư cô nè, mấy thầy nè, để mà mình lặt dao hay là mình làm công quả, mình làm mấy cái nấu nấu nướng đồ này kia kia nọ đó mọi người. Đó thì bây giờ là em xin thông báo với mọi người là thứ bảy nè em nghỉ một ngày nha mọi người nha, để cho anh chị mình ở xa đó, để mất công phải đi xuống, để mất công tội nghiệp. Chủ nhật em bán lợn đó. Bây giờ là qua khu B. Dạ khu B là chồng em đang ngồi với bà lớn, em là bà nhỏ, 246 357 đó. Vậy thì được thấy không, trả lời đi, vậy thì được. Chương trình thì mọi người sẽ gặp học sinh Lộc. Đó thì bây giờ Lộc ơi, con chào mọi người đi. Xin chào tất cả mọi người. Dạ thì đây là anh Lộc, anh là chủ kinh của cái gì vậy, ai vậy? Thôi bây giờ chơi trò chơi đi ha. Bây giờ chơi trò chơi đi ha, hay là sao? Chơi gì cũng được. Trò chơi được mắt bắt dê. Bây giờ anh bị em đi trốn, rồi một chút nữa anh mở mắt ra anh đi tìm em. Ok không? Ok. Hay là em bị anh đi trốn? Anh bị đi. Rồi anh bị. Anh tìm. Ok. Rồi anh đứng anh chơi 5, 10, 15, 20 điểm nha. Rồi. Bịt mắt vô tôi. Bịt mắt. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Rồi rồi. Là 100. Rồi đi tìm. Đó, đi theo mình tìm là vũ Lưu Phương mọi người ơi. Thu Phương ơi, em đâu rồi? Thu Phương ơi, em đâu rồi? Làm sao nên Honda tấp rồi? Mất tiêu rồi. Hút. Mất tiêu rồi. Chắc là trong này mọi người ơi. Thu Phương nó mất tiêu rồi mọi người ơi. Bây giờ mình ráng cố tìm gì mình bắt cho bằng được nha mọi người ơi. Chắc trốn ở đâu đây nè. Hả? Khoan. Biết là đâu trốn ở đâu gần đây thôi chứ không. Từ từ. Thu Phương ơi. mình kêu ra đây đây. Đi đâu vậy?
vậy? Đó, lọc đang dưới Hương Phương. Ở có nào lọc dưới Hương Phương, lát lọc đi ra lọc không còn mang đồ không ta? Rồi, sau này hai người thành đôi luôn á nha. Ừ, tại Hương Phương cũng cô đơn mấy chục năm rồi. Đúng rồi. Còn lọc là chơi đa hợi, đa năng, hệ nào cũng chơi đó lọc. Chuẩn bị nè, chơi trò mình bắt bắt dê nè. Này bắt trúng cái gì là trúng cái đó luôn nha mọi người. Đó rồi, hai vợ chồng đẩy thùng rác luôn nè. Hai vợ chồng đi đâu sao vậy trời? Ủa vậy là có quay thiệt không ta? Có chơi thiệt không? Hay có chơi thiệt không bạn? Không biết nữa cái này. Chương trình này khó đoán quá à. Hai vợ chồng này dắt mình đi xa quá thằng ơi. Đúng rồi. Làm hư cái chạy đâu rồi? Làm hư rồi, cầm coi lọc mấy vi nổi. Rồi đây là chương trình lọc. Mấy vi nổi là sản khu phương nổi. Phải không? Rồi. Biết là nhà Nami có nòn còn có sắm mấy cái. Nè đi. Rồi giờ ngã luôn nè, Bibi ngã xuống. Bẻ bẻ đầu con đi nha bà. Lên. Nè đi. Sao vậy? Sao ẩm lên nữa, ẩm lên mạnh lên xíu. Mạnh lên, giang hai chân rộng ra đúng rồi. Lên. Lên 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 lên. Lên. Trời ơi. Ẩm ẩm mà là canh vậy. Ủa bao nhiêu ký vậy? Hả? Bao nhiêu ký? Ký một 70 à. Ủa 70 không nổi. Ủa là hổm không nổi luôn thấy chưa? Sao vậy? Ý là vợ không thèm ẩm nổi tại BB. Sức sức người có hạn. Nhìn BB không có sức hút nên đâu có ẩm nổi đâu. Để bố hổm có lập đứng đó lập ẩm mày nổi không Phương? Ghê. Ẩm mày nổi không? Ủa mệt quá. Tại vì chỉnh như hai chồng mày mới cưới mà về cái vợ trung tâm mà biển. Trời xui vậy. Tôi giống như chị hai nó vậy. Mệt quá. Ông sinh năm mấy mà già quá vậy trời? 95. Trời ơi trời. Quý hợi đó. 95 ông nhỏ hơn tôi tới 5 tuổi luôn á. Ông kêu nhỏ nó bằng gì nè. Gì gì quá đáng vậy má. Mấy chị. Mày 8 mấy, nó 85. Ê ý sao vậy? Bằng tuổi này đó, gì với cô này hơn. Bố rồi cô 2, cô 2 cô 3. Cô Phương với cô Vi. Cô Gia Hưng nữa. Đừng có kêu hai cô chung nha. Hiểu không? Cô Phương khác, còn nhỏ này là cô Vi. Cái mặt mày xanh lè. Mệt. Thì bây giờ trong thời gian mà quá trình giống như là tìm kiếm đó, thì bé Vũ Đô Phương đã thắng bé Lộc. Thì bây giờ là bé Vũ Đô Phương sẽ giải cho mặt bé Lộc 3 cái. Ở đâu vậy anh? Đúng không? Ở đâu anh? 4 người Bi ơi. Đó thì bây giờ kết thúc clip thì bé Vũ Đô Phương gửi lời cảm ơn tri ân đến tất cả mọi người. Cảm ơn những anh chị em bạn bè mình ở gần cũng như ở xa đó, thời gian qua mình đã luôn thương yêu và ủng hộ em. Đó cho nên anh chị mình đi làm hay đi chơi đó, anh chị mình có chạy ngang qua quận 10, địa chỉ là 349 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10 thì mình rảnh vô mình ủng hộ em nha quý vị nha. Cái viên chiên nè, nước nè, ngáp quá trời ngáp gì trời, quay có một clip mà ngáp bây giờ 6 lần rồi đó, toàn vlog đó quý vị ơi. Dạ hôm qua đi đêm thấy gì nè, bữa nay quay mà ngáp quá trời ngáp. Cảm ơn tất cả mọi người nha, mọi người nhớ yêu thương, mọi người nhớ like và subscribe đăng ký để cho tụi em có động lực ra clip thường xuyên nha quý vị nha. Cảm ơn kênh của Thu Phương Cái Viên Chiên nè, cảm ơn kênh của Toàn Vlog để giúp cô bé chị Thu Phương gieo duyên để mà gặp gỡ những anh chị em bạn bè của dì chú bác mình ở gần cũng như ở xa. Bye bye mọi người nha.